đất này tương đối to. Mãi dính con lại bị chó liếm. Nghĩ nó cay thật. Thank you.
Bật rồi nhá anh em, không biết dính con gì không. Và em đặt đây, ở đây một em bạc má nhá, ủa khá là to nha, em bạc má rất là hung dữ, khá là to. Em này
cũng phải 1 ký mấy nhá. Đây, và nát tan hoang khu này rồi. Không biết là có hàng hay không thôi. Đủ
Con chi là đẹp. Đó, toàn núi đá không ạ đấy. Chào cả nhà nhá, chúc cả nhà ngày mới tốt lành nhá. Người lại đi thăm bẫy của em nhá. Không biết có được gì không. Mấy ngày nay rồi. Tiếp tục đi thăm bẫy nhá.
sợ. Được một con chim nhá anh em. Chim chết mất. Không biết còn dùng được không. Bây giờ đặt đây nhá. Nay em đi rừng lại phát hiện ra cái hang rúi nhá. Nhưng mà do là không có công cụ hỗ trợ cho nên là phải lấy cái cây này đi để đào. Không biết là có đào được không. Bây giờ em sẽ tắt đi để em đào. Rồi tí nữa sẽ quay cho mọi người xem cái kết quả nhé. Đây là thành quả của em sau một hồi đào bới nhá các bác nhá. Một em rúi nhá. Đây là em rúi nhỏ. Rúi con thôi. Sân. Không ngờ đấy. Nay lại đào được một em rúi bé nhá. Bác nào mà thiện chí muốn nuôi thì bảo em nhá, em tặng chứ không bán nhá. Bật rồi này. Mà đến nơi còn mỗi cái chân thôi. Mất ăn được ba.
trường sinh nhá, thả em chuồn nghệ lại, về lại với mẹ thiên nhiên nhá. Chuồn nghệ con nhá, Barbie nhá, rất là đẹp. Em tính mang về nuôi nhưng mà thôi, lại thả em về lại với mẹ thiên nhiên. Bị em táp cho một cái đây.
chuột rất là khủng. Cân rưỡi em đực nhá, một em dưới đực nhá. Rất là to luôn, dưới cũng hấp dẫn thật.